Ok, nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy rằng gấu mới là bên phản công, bên tấn công chính, bò là bên phản công. Nhưng mà nếu nhìn một góc nhìn ngắn hơn thì chúng ta có thể nói rằng bò là bên tấn công chính và gấu phản công. Ở đây ta thấy mô hình hai đáy xuất hiện với đáy hai là cây EG rất là đẹp. Tuy nhiên chúng ta không biết được rằng nó có phá nổi căn cứ này của gấu hay không, mà cái cây EG này đã chạm vào căn cứ của gấu rồi nên chúng ta không thể bay được. Và chúng ta vẫn có một cái góc nhìn đó là gấu tấn công chính và bò phản công. Vậy nếu như bây giờ mô hình hai đáy này thất bại, chúng ta hoàn toàn có thể sail xuống. Bởi vì mô hình hai đáy là mô hình là một cái căn cứ rất là mạnh của phe bò mà nó bị thất bại, thì lúc này nó thể hiện rằng gấu quay trở lại thị trường và lúc này chúng ta cứ đi theo gấu thôi ha. Đấy, chúng ta thấy sau khi tranh chấp một vùng khá lớn thì giá break xuống, thể hiện gấu chiếm ưu thế và quay lại tấn công, thì lúc này ta có thể kết luận rằng bò cạn kiệt và gấu thắng thế, thì ta hoàn toàn có thể TP đến những cái vùng căn cứ ở dưới này của gấu. Và bởi vì giá đã đi xa rồi nên chúng ta sẽ T limit lại theo cái EG của H1 này ở đây. TP tầm 3R là được. Và chờ thị trường cấp thôi. Rồi, như vậy là TP 3R ha.